Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Sông Mai Vlog của mình nha. Thì cái nhà thì bây giờ thì mình đang ngồi tại một khu vực gần khu nghĩa địa. Thì hôm nay thì mình với mục đích đến cái khu mộ mới để tìm những cái mộ mới đắp để mình tìm hiểu và cũng như là đặt camera nơi đó coi có những cái tác động như hiện tượng tâm linh hay là không. Thì cái khu vực này thì mình cũng đã quay cũng một hai tập rồi. Thì hiện tại không biết ở đâu, mình có nhà hát nhạc nè, tại vì ở trên gió cả nhà, rất là xa, nhưng mà hiện tại ngồi đây vẫn nghe thì ok, thì nói chung cũng không sao cả. Hôm nay thì mình thấy trong khu vực này thì lúc xưa thì ma mị rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không như thế nào. Lúc trước cả nhà, cái khu vực này thì ban đêm á, kể cả ban ngày cũng may đến. Tạo trước nơi đây là một cái chòm tre, là một cái khu vực toàn là tre và mồ mả họ chôn lẫn bên trong nên rất là lớn. Nhưng mà theo thời gian hiện tại bây giờ thì tre nó bị phá bỏ đi, với lại đất thì đã bị lấn làm ruộng hết rồi. Bây giờ cũng còn khu vực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng không kém phần ghê đâu, tại vì còn mả mồ rất là nhiều. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người và các bạn theo bước chân mình, cùng mình để tiến vào bên trong để tìm hiểu những thứ bên trong và xem hôm nay có quay được vấn đề gì hay không nghe nha. Thì bây giờ mình đi thôi cả nhà. Thì hiện tại giờ mình đang ngồi trong cái ao sen, và thấy bên đó có khu mộ không? Không phải toàn màu mã mà cái nhà thấy không nè. Cái khu này là cái khu mà mồ mả chôn cũng khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mình muốn đến là đến cái khu vực để dành chôn những mộ mới cả nhà. Thì mình thì thích những đặt những cái nơi mộ mới thôi. Để bước qua được không chặt, thôi bước này đi chắc ăn, để bước tới lúng luôn à. Thì lần cuối cùng mình đến đây là vào năm ngoái, cuối năm ngoái. Thì những khu vực cái mộ này cả nhà, thì được lúc đó cỏ rất là nhiều, nhưng mà đến hôm nay thì đã được dọn dẹp hết rồi. Nhìn thấy rất là trống luôn. Đây có hai cái lù gì không biết đâu. Ủa, cái mộ này có ai đến đây cũng bánh đồ rất là nhiều nè. Nó có chai nước để trên mộ kìa. Chỗ này mình cũng đặt cái camera chỗ cái gốc cây này, cũng gặp hiện tượng mấy lần, thậm chí gặp bóng ma luôn á. Thì khu mộ mới là mình phải phế chỗ cái đèn sáng sáng này nha, thấy không? Thì cái chỗ cái đèn sáng là một cái nhà, cái một cái trại để cho người ta ở đây giữ hầm cá gì á, nhưng mà không có người. Không có người ở đâu.
đây là khu vực màu mới rồi cả nhà, gió dữ thật. Gió kinh khủng khiếp luôn. Bây giờ không có gió, nhưng gió dữ vậy ta. Bên đây mọi người có miếng vải trắng. Đá để nhà chay xi mộ rồi cả nhà. Bên đây là những mộ mới chát rồi. Để mình coi coi có mộ nào mới nhất. Mình thấy anh. Đây là đèn cày ly rất là nhiều. Đây mình thấy cái mộ này như là mới lập xong. Ồ, có đồ dép đây nha. Ngày tháng 10 ngày 20, cái mộ này là tháng 10 ngày tháng 10 năm 2020. Còn cái mộ này. Ôi. Cái mộ này là của một cậu bé, một cô bé này mất cái tháng giêng luôn đó nha, 13 tuổi. Để qua cái mỏ mình thử đi. Mỗi năm 8 tuổi. Mất tháng 12 ngày 20. Giờ cái mộ này mới nhất kìa nè. Mình tránh quay giống tên đi. Khi mình đặt camera, cái lấy khi mình về mình sẽ dùng một cái gì đó che đi cái phần tên tuổi. Phần tên thôi. Được xây sẵn rất là nhiều mộ mới, xây sẵn rất là nhiều cái nguyệt để chôn cất những người phất. Ở đây còn một bánh nữa. Mình thấy dù nhiều sống dữ vậy ta. Ok, bây giờ mình sẽ tạm đặt camera để đặt vị trí nha. Ok cả nhà. Thì mình sẽ định đặt góc này nha. Thì gió rất là nhiều, mình không biết đốt bằng cày gió thấy không nữa. Thì giờ mình đã đốt đèn cày lên nha. Thì mình đã bật cái độ sáng hết lóc luôn rồi. Mình muốn thế nào làm thế nào nữa. Mình lấy mộ mới đắp này chỉ là một chiếc thôi. Mình lấy toàn bộ cái này luôn. Thank you.
nhà thì giờ mình thấy giờ thắp hoài mà nó không cháy, thì mình thắp nãy giờ cố gắng lắm mới được cái như thôi. Ok, mình sẽ ngồi luôn khu vực này, nhưng mình sẽ không nhìn về cái phía đặt camera nha. Mình sẽ quay lưng lại, không nhìn vào hướng đặt camera. Ok. Thank you.
mà giờ mới được cái gì hay không nữa. Toàn đốt như đàn cày để mà tắt cái chân, toàn tắt sáng như vậy. Rồi mấy cái đàn cày này nè, mấy cái ly này là ngoài này có sẵn rồi. À, đốt có chân cái đàn dài này luôn à, mình sợ tối đốt có chân này luôn. Mà tắt hết rồi nè. Nó đốt đèn cây nữa nè, đèn cây cháy chút xíu tắt. Thì ok cả nhà, thì nói chung đây là khu vực khu mộ mới khu mộ dành cho những người mới mất. Thì ok đó nha, thì nói chung video hôm nay thì mình cũng không biết được trước là có vấn đề gì không, tại vì trong quá trình đặt camera mình còn quay mặt quay lưng về hướng này, quay lưng về hướng đặt camera, thì mình nói chung là mình tránh nhìn về hướng này thử xem nó có bất cứ có điều gì hay không. Nhưng khi mình ngồi mình lắng tai nghe thì không có tiếng động gì hết chứ. Với lại ngoài toàn là gió thôi, mà mình không biết là camera có bắt gặp được một cái hiện tượng nào thuộc về là tâm linh hay không hay cả nhà. Thì video này mình về mình xem lại, nếu mà có thì mình sẽ chạy vấn đề làm thế nào đó cho mọi người thấy, phải là làm cho sáng lên hoặc là chạy vô tên cho mọi người thấy ha. Thì ok, thì đây là một ngôi mộ mới mình đặt trước ngôi mộ của một em bé trai 13 tuổi thì mới mất vào tháng giêng á, thì cũng rất là mới nên mình không biết là có hiện tượng nào hay không. Ok, thì rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn mọi người vào clip ngày mai vào 7 giờ tối nha. Xong rồi hẹn mọi người vào một clip tiếp theo ban mình nha.